Cái này sư đã nói nhiều rồi, và hình như là trong cái bài cái vấn đáp Phật pháp kỳ trước hoặc kỳ trước nữa, nói chung chỉ cách đây một kỳ hay hai kỳ thôi, sư có trích dẫn trong tạng luật, sư có trích dẫn trong tạng luật ở chỗ là quý vị là Đức Phật không có cho hàng tỳ kheo ni ngồi kiết già. Sư có trích dẫn nếu mà quý vị có lòng thì mở ra xem lại. À, cách đây chỉ có một hay hai cái phần vấn đáp thôi đó, và cái nguyên nhân á là do người nữ, do cái cơ địa đặc thù của người nữ, thì khi mà người nữ ngồi mà để cái gót chân lên trên như vậy đó thì nó sẽ dễ sanh ra cái lòng dục do cái sự xúc chạm, cho nên là để cho nó tránh đi cái sự trở ngại đó, cho nên quý vị ngồi chân trong chân ngoài thì sẽ phù hợp hơn. Đó là một cái lời đề nghị dựa theo tạng luật ha. Còn nếu như mà muốn biết rõ là nó trong cái đoạn kinh nào á, thì vui lòng xem lại cái phần vấn đáp Phật pháp cách đây một kỳ hoặc hai kỳ rồi.